xong chưa? Dạ nha. Rồi, nó cho thằng gì? M1 và M2. Rồi, M1 và M2, hai thằng M2 xích cho thằng một tí đi. M2, hai thằng này cách nhau một đoạn 40 cm. Đấy, phương điểm mình lấy là O. M là một điểm nằm trên đường thẳng vuông góc với S1, tạo S1, tức là M nó sẽ nằm trên đường thẳng này. Đây là M, đúng không? Nằm trên đường thẳng vuông góc S1 và tạo S1 nữa. Đấy. Đây là mình sẽ nối này, mình sẽ được là đường D2, đây là D, D1. Được chưa? Ha. Mà nó hỏi là gì? Tìm S1, M tức là tìm D1 đó, sao cho M là cực đại và S1, M là lớn nhất, tức là thằng này nằm cực đại mà sao cho thằng S1, M lớn nhất, tức là trên cái đoạn S1, M này có nhiều cực đại nhưng mà mình tìm cái điểm cực đại nào đó sao cho S1, M này lớn nhất. Vậy chúng ta biết này, cái vân trung tâm á, mà hai thằng này mình biết nó cùng xa nhau mà, đúng không? Cái vân trung tâm là cực đại một này, được chưa? Hai bên sẽ là hyperbole. Hyperbole. Vân vân. Được chưa? Đấy. Mà muốn nó cực đại mà nó làm xa nhất thì có phải là cái thằng M này phải nằm trên đường cực đại nhất không? Đúng chưa? À, M này phải nằm trên đường cực đại nhất thì nó mới xa cái đó, xa cái thằng S1 này nhất, đúng không? Còn nằm, nếu mà nằm bờ cực đại thứ hai thì vẫn còn đang thừa các bạn đây, nên là nó chưa lớn nhất được. Được chưa nào? Bây giờ mình giải, tức là M phải nằm trên cái đoạn, trên cái thằng bậc cực đại bậc 1, tức là K bằng bậc 1 đấy. Đầu tiên là nó cho là F bằng mấy nhỉ? Đấy, 10 đúng không? 10 hết. V bằng 2 mét trên giây. À, từ đây mình có thể là suy, mình có là D2 trừ D1 cực đại nha, bằng K nhân lambda. Mà K đây là lấy bằng 1 rồi, tức là gì? 1 nhân lambda là V chia F là 200 chia 10 là được 20. Đấy. Rồi nhá. Đây ký hiệu là 1. Ký hiệu là phương trình 1. Được chưa? Ngoài ra mình có thấy là cái thằng tam giác S1, S2, M này vuông tại S1 không? Đúng không? Vuông tại S1 thì mình biết ngay là mình sẽ có là D2 sẽ bằng căn bậc 2 gì? D1 bình phương cộng với cái thằng miếng dưới bình phương, tức là 40 bình phương. À. Đấy. Giờ đây kia là 2. Vậy thay cái thằng này vào đây xem tìm được đây một không nhá. Vậy thay thằng 2 này vô thằng 1 ta được như sau. Tức là căn bậc 2 D1 bình phương cộng 40 bình phương trừ đi D1 bằng với 20. Từ đây mình tại máy tính thì giải bằng tay, tức là D1 bình phương cộng 40 bình phương bằng với 20 cộng với D1 bình phương. Từ đây là tương đương với là D1 bình phương cộng với 40 bình phương bằng, hoặc là bằng máy tính là giải ngay lập tức luôn nha. Còn mình không có máy tính, 400 cộng với 2 lần gì? 40 D1 rồi cộng với D1 bình phương, đúng không? Hai này trừ tiêu nhau này. Đấy, tức là 40 là 1600 mà trừ đi 400 là 1200 chia cho 40 là bằng 30. Và tôi đã xin ra được D1 nó bằng là 30 cm. Đấy, hết. Được chưa? Vậy thì để cái vị trí M mà xa nhất sẽ cách thằng S1 này là 30 cm thì nó sẽ nằm trên đường cực đại thứ nhất,
của cái hệ Mân Chân Hoa này, hiểu không? Rồi, xong.